Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nam Định thực hiện hiệu quả dịch vụ thuế điện tử. Những mô hình mới sắp xếp tinh gọn hoạt động hiệu quả tại Hải Dương. Nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại các quán nước vỉa hè. Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động tại các làng nghề trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đoàn Thanh niên xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Nhằm tạo nguồn vốn hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, Đoàn Thanh niên xã Phú Thịnh đã đứng ra bảo lãnh tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vốn cho thanh niên phát triển kinh tế, thanh niên là thành viên hộ nghèo và hộ mới thoát nghèo. Từ đầu năm đến nay, đoàn đã bảo lãnh 300 triệu cho 6 đoàn viên vay từ nguồn hỗ trợ việc làm và giải quyết việc làm cho thanh niên. Việc học tập trao đổi kinh nghiệm giữa các mô hình kinh tế của đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã cũng được diễn ra thường xuyên. Nhờ đó, nhiều mô hình kinh tế của đoàn viên thanh niên phát triển, tạo việc làm cho nhiều lao động và có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên, như mô hình nấm Việt Tú, mô hình nuôi chim bồ câu của đoàn viên Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Trung Kiên. Không có nhiều lợi thế so sánh với các khu công nghiệp trong tỉnh Hà Nam, song khu công nghiệp Châu Sơn lại có sức hấp dẫn riêng đối với các nhà đầu tư. Bằng chứng là đã có 70 doanh nghiệp đầu tư hiệu quả trong những năm vừa qua, trong đó một nửa là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Australia và Hà Lan. Khu công nghiệp Châu Sơn có tổng diện tích quy hoạch là 377 ha, diện tích đã đầu tư xây dựng hạ tầng là 317,5 ha, trong đó diện tích công nghiệp là 211,8 ha. Đến nay, cơ sở hạ tầng của khu công nghiệp này đã được xây dựng cơ bản đồng bộ, đáp ứng được nhu cầu của nhà đầu tư. Diện tích đã cho thuê là 201,9 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy là 95,3%. Hiện còn khoảng 10 ha đất sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư. Đối với phần diện tích mở rộng thêm đất về phía bắc đường Lê Chân đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho công ty. Tới đây, Ủy ban nhân tỉnh cũng như đơn vị kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp sẽ tiếp tục mời gọi thu hút các doanh nghiệp và đầu tư phần mở rộng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất sử dụng đất cũng như thúc đẩy sản xuất công nghiệp của tỉnh phát triển. Khai thác tốt các nguồn thu, nhất là các khoản thu từ phí, lệ phí, thu thuế với các hộ cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Đây là một trong những giải pháp của ngành thuế Thái Bình góp phần tăng thu ngân sách cho nhà nước. Theo đó, ngành thuế Thái Bình tăng cường công tác kiểm tra hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, kiểm tra, thanh tra tại trụ sở người nộp thuế, đặc biệt thanh tra kiểm tra chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp xây dựng cơ bản, đôn đốc thu triệt để số thuế bảo vệ môi trường phát sinh của các đơn vị kinh doanh xăng dầu đầu mối trong tỉnh. Tính đến nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt gần 2.050 tỷ đồng, tăng gần 46% so với cùng kỳ. Trong đó, một số sắc thuế tăng cao như thu tiền sử dụng đất, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương, thuế ngoài quốc doanh. Dịch vụ thuế điện tử được đánh giá là bước đột phá của ngành thuế đối với công tác quản lý thuế và tạo điều kiện thuận lợi tối ưu cho người nộp thuế, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước. Để nâng cao hơn nữa dịch vụ công đáp ứng xu thế yêu cầu tất yếu của công tác cải cách hành chính, ngành thuế tỉnh Nam Định đã triển khai mở rộng phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ thuế điện tử, tạo hiệu ứng tích cực, đẩy nhanh tiến độ và dự toán thu ngân sách. Để nâng cao hiệu quả của dịch vụ thuế điện tử, giúp cho người nộp thuế, doanh nghiệp có kiến thức kỹ năng vận dụng đúng các quy trình thực hiện các giao dịch điện tử với ngành thuế. Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế tỉnh tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực thông qua việc đổi mới phương thức phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền, tập huấn, đặc biệt là tập huấn về triển khai mở rộng dịch vụ thuế điện tử ITAS. Đây là hệ thống tích hợp dịch vụ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử vào một hệ thống duy nhất. Ngoài ra, còn bổ sung một số tính năng nhằm tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong giao dịch điện tử với cơ quan thuế. Khắc phục những điểm không còn phù hợp của các hệ thống cũ, phát triển hệ thống tập trung, cho phép đăng nhập một lần sử dụng tất cả các dịch vụ, bổ sung các dịch vụ mới, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Hiện nay, tất cả các hoạt động như đăng ký kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, hóa đơn thuế đều có thể thực hiện qua dịch vụ thuế điện tử và giao dịch trực tuyến với cơ quan thuế. Cục thuế triển khai về hóa đơn điện tử thấy này rất tích cực, tạo điều kiện doanh nghiệp rất nhiều. Thứ nhất là mặt thời gian, thứ hai là về cái kê khai trung thực, thứ ba là coi như là cái nghĩa vụ thuế làm sao nó thông thoáng mọi cái, như là ta thực hiện nhanh chóng nhất
và có hiệu quả nhất để thời gian doanh nghiệp có thời gian khác làm việc khác. Thực tế cho thấy việc đẩy mạnh dịch vụ thuế điện tử của ngành thuế đã góp phần đẩy nhanh tiến độ dự toán thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Tổng thu nội địa tháng 3 năm 2019 là 323,3 tỷ. Lũy kế quý 1 tổng thu nội địa là 1.228 tỷ, đạt 111% dự toán của quý 1, bằng 29% dự toán Trung ương giao, 27% dự toán Ủy ban Nhân dân tỉnh giao và tăng 15% so với cùng kỳ năm 2018. Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, mà dịch vụ thuế điện tử còn đảm bảo tốt hơn tính công khai, minh bạch thông tin của ngành thuế, tạo niềm tin cho người nộp thuế. Với các cái thủ tục cải cách hành chính thuế thì tôi khẳng nhận rằng là mấy năm gần đây thì có những cải cách hành chính rất là mạnh mẽ. Đầu tiên là khai thuế điện tử, sau đó là nộp thuế điện tử và bây giờ là đang triển khai cái là hóa đơn điện tử, thì đấy là một trong những cái là cải cách rất là mạnh mẽ. Và chính cái điều này thì nó tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng tôi là tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí. Việc phát triển mở rộng dịch vụ thuế điện tử của ngành thuế không chỉ đảm bảo cho lộ trình cải cách thủ tục hành chính của riêng ngành thuế mà còn có tác động mang tính vĩ mô đối với việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, tổng thu ngân sách tháng 4 trên địa bàn huyện ước đạt hơn 61,3 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đầu năm đạt hơn 254 tỷ đồng, đạt 40% so với kế hoạch tỉnh giao và 36% kế hoạch huyện phấn đấu. Trong đó có một số chỉ tiêu thu đạt cao là phí lệ phí, thu tiền sử dụng đất, thu tại xã. Cũng trong tháng 4, tổng chi ngân sách của huyện Kim Bảng thực hiện ước hơn 42,8 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng là 162,8 tỷ đồng, đạt 34% kế hoạch. Để hoàn thành kế hoạch vượt mức kế hoạch năm đã đề ra, hiện bên cạnh việc tiếp tục theo dõi quản lý sát tình hình thu nộp thuế, các cơ quan hữu quan cũng tăng cường kiểm tra đôn đốc tình trạng nợ thuế quá hạn, chống nợ đọng mới phát sinh. Thực hiện lộ trình đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế hưởng lương từ ngân sách so với năm 2015. Sau khi sắp xếp thu gọn đầu mối và giao quyền tự chủ, tỉnh Hải Dương đã giảm hơn 3.700 biên chế, giảm 70 đơn vị sự nghiệp công lập. Những đơn vị có chức năng nhiệm vụ tương đồng thực hiện hợp nhất, sáp nhập, hoạt động theo mô hình mới đã bước đầu đem lại hiệu quả rõ rệt. Sau một thời gian quyết liệt chỉ đạo thực hiện sắp xếp tinh gọn bộ máy các đơn vị sự nghiệp, đến nay mỗi huyện thành phố chỉ còn một trung tâm y tế đa chức năng trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị sự nghiệp gồm bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế, trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình. Một trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên trên cơ sở sáp nhập trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm dạy nghề cấp huyện. Các huyện thành phố cũng đã hoàn thành sáp nhập 3 đơn vị gồm trung tâm bảo vệ thực vật, trạm thú y, trạm khuyến nông cấp huyện để thành trung tâm dịch vụ nông nghiệp. Bộ máy sắp xếp tinh gọn hơn, thứ hai nữa là cái quá trình thực hiện nhiệm vụ nó sẽ nhanh hơn. Chúng tôi bao quát được hết, cán bộ chuyên môn của cơ quan cũng sẽ bao quát được hết các nhiệm vụ liên quan đối với cả hai mảng cây trồng và chăn nuôi. Cho nên là cái thực hiện nhiệm vụ cơ sở rất là thuận lợi. Cũng tại huyện Kinh Môn, sau một năm hoạt động theo mô hình mới, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên đã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ. Ngoài giảng dạy 3 khối lớp với 670 học sinh, trung tâm còn hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh 27 trường trung học cơ sở và 7 trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện, liên kết với 4 trường cao đẳng, trung cấp dạy nghề cho học sinh phổ thông. Bộ máy thu gọn từ 7 tổ chuyên môn giảm còn 4 tổ, biên chế giảm, hiệu quả hoạt động được nâng lên nhưng vẫn còn những vướng mắc cần tháo gỡ. Thì cái hiệu quả sau sáp nhập nó là cái mô hình bộ máy quản lý tinh giảm, gọn nhẹ, thuận lợi cho việc quản lý cái đối tượng giáo viên và học sinh, đặc biệt là trong quá trình dạy và học cũng như liên kết học nghề. Và cái khó khăn lớn nhất hiện tại trung tâm bây giờ là thừa ra 2 biên chế và cái số biên chế này vẫn đang dôi dư mà chưa chuyển đi đâu được, cũng ảnh hưởng đến cái chế độ quyền lợi của anh em ở trong trung tâm. Cái khó khăn thứ hai là học sinh của trung tâm bắt đầu từ sáp nhập đến nay cái số lượng học sinh tăng nhiều so với năm trước. Thường những năm trước chỉ tuyển được khoảng 170 đến 180 học sinh vào lớp 10. Và năm vừa rồi là trung tâm tuyển được khoảng 320 học sinh. Và cái số lượng học sinh tăng, cái số biên chế thì lại giảm. Cho nên rất khó khăn trong việc sắp xếp lớp, bố trí vị trí việc làm cho cán bộ giáo viên. Không chỉ ở các địa phương mà các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các sở ngành của tỉnh cũng đã được sắp xếp sáp nhập thu gọn đầu mối từ 2 đến 3 đơn vị thành 1 đơn vị.
các mô hình mới sắp xếp đều hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra trong tỉnh đã có một số đơn vị sự nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần. Bộ máy được sắp xếp tinh gọn, biên chế giảm, góp phần giảm gánh nặng chi tiêu ngân sách, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh Bắc Ninh, sự tập trung chỉ đạo của huyện Quế Võ, lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều công trình cải tạo và nâng cấp hạ tầng giao thông đã được đầu tư, xây dựng và đi vào sử dụng có hiệu quả. Qua đó không chỉ là đòn bẩy để phát triển kinh tế xã hội của huyện mà còn tạo được sự đồng lòng nhất trí trong nhân dân. Trong kế hoạch đầu tư công năm 2019, Quế Võ được phê duyệt đầu tư 10 công trình xây dựng cơ bản với tổng mức đầu tư gần 388,8 tỷ đồng. Từ thực tiễn địa phương, huyện xác định rõ mục tiêu thứ tự ưu tiên phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương đến năm 2025 với chương trình phát triển đô thị mà Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, từ đó tập trung đầu tư những dự án mang tính động lực, tạo điểm nhấn để phát triển đô thị đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của nhân dân. Trong quá trình triển khai các dự án, huyện tăng cường thanh tra kiểm tra để quản lý tốt chất lượng công trình, đồng thời tiếp tục hoàn thiện đội ngũ cán bộ công chức thuộc lĩnh vực đầu tư công và chủ động chọn lựa nhà tư vấn khâu thiết kế, khâu tổ chức đấu thầu, tư vấn giám sát có năng lực để giúp chủ đầu tư bảo đảm khả năng hoàn thành kế hoạch. Đến nay, các dự án giao thông của huyện đang triển khai cơ bản, đáp ứng tiến độ chất lượng công trình theo yêu cầu kế hoạch đề ra. Các công tác là cũng khối lượng mà đạt tiến độ được 85% rồi. Đó là dự kiến những công tác còn lại á, thì khoảng đến tháng 5 này là mình thảm lớp 1 và tháng 7 mình sẽ thảm lớp 2 và tháng 8 tháng 9 mình sẽ hoàn thiện tất cả các công việc còn lại để có thể là bàn giao cho chủ đầu tư kịp tiến độ. Các công trình làm vẫn đảm bảo tiến độ. Trong cái quá trình triển khai thi công thì có một số các công trình hiện tại nó đang có một cái vướng mắc về việc công tác giải phóng mặt bằng. Tới đây để đảm bảo cho tiến độ thì chúng tôi những cái ngày nghỉ ngày 30/4, 1/5 này vẫn cũng có thể đôn đốc cho nhà thầu và chúng tôi cũng sát sao cùng anh em để làm sao cho công trình đúng tiến độ, đảm bảo về kỹ mỹ thuật và chất lượng. Các dự án đường giao thông trọng điểm của huyện sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, nâng cao tiêu chí đô thị loại 4. Đây còn là tiền đề quan trọng để huyện Quế Võ đẩy mạnh giao thương, phát triển kinh tế. Tin tưởng rằng với sự nhất trí đồng lòng của nhân dân địa phương, sự quyết tâm cao của chủ đầu tư và đơn vị thi công, những con đường sẽ sớm được hoàn thành và đưa. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Toàn tỉnh Nam Định hiện có 10 khu thể thao cấp huyện, khoảng 900 nhà tập luyện thể thao đơn môn, 67 nhà thể thao đa năng, 27 bể bơi các loại, gần 300 sân bóng đá. Đây là nền tảng để giúp cho phong trào thể dục thể thao phát triển tốt. Toàn tỉnh có trên 1.600 câu lạc bộ thể thao được thành lập, 156 cơ sở kinh doanh thể dục thể thao. Đến nay toàn tỉnh có trên 1.000 người ở các thành phần xã hội, ngành nghề khác nhau trở thành động lực nòng cốt phát triển thể dục thể thao cơ sở. Công tác giáo dục thể chất trong nhà trường được đẩy mạnh nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giáo dục và đào tạo và ngành văn hóa thể thao du lịch. Đến nay, 100% các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông thực hiện tốt chương trình nội khóa thể thao học đường, thực hiện đầy đủ chương trình thể thao ngoại khóa. Phong trào tập luyện thể dục thể thao phát triển rộng khắp, chuyển từ tự phát sang tự giác. Số người tập luyện thể dục thể thao trong tỉnh từ 30% năm 2017 tăng lên 35% năm 2018. Là địa bàn tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương phối hợp với công an phường tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình phụ nữ tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại các khu dân cư trên địa bàn. Cùng với việc tổ chức cho chi hội phụ nữ 10 khu dân cư ký cam kết thi đua phát huy vai trò của hội viên tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã phối hợp với lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao ý thức cũng như trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.
hội phụ nữ chúng tôi đấy là thường xuyên là kết hợp với công an phường như là các khu dân cư, như là chi hội trưởng phụ nữ khu là thường xuyên là tuyên truyền trực tiếp đến từng gia đình hội viên một đấy, và coi như là các chi hội trưởng là rà soát các hội viên, như là có những cái trường hợp như các cháu có trẻ em hư này đấy, hoặc là có vấn đề gì nổi cộm thì là chúng tôi đến trực tiếp và tuyên truyền đấy, tận gia đình để nâng cao nhận thức để đảm bảo cái an ninh trật tự trên địa bàn phường. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ái Quốc cũng thường xuyên duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình câu lạc bộ, gia đình hạnh phúc, quản lý giáo dục con em không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội. Thông qua đó đã phát huy vai trò tích cực của phụ nữ trong việc giáo dục con em, người thân trong gia đình không phạm tội, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, phối hợp tổ chức hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, kết hợp chặt chẽ các nội dung chuyên đề của hội phụ nữ với phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Mới chớm hè nhưng thời tiết có lúc oi bức khiến những quán tải khát vỉa hè đua nhau mọc lên để phục vụ người tiêu dùng. Tuy nhiên, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của các loại đồ uống này thì chưa được kiểm chứng. Ghi nhận tại thành phố Thái Bình. Trên địa bàn thành phố Thái Bình, cứ cách vài trăm mét lại có một quán nước di động bày bán ngay trên vỉa hè, với lời quảng cáo là siêu sạch. Tuy nhiên, mía được người bán sử dụng tay trần để ép. Máy ép thì chỉ quan sát được bên ngoài, còn bên trong có cách vệ sinh duy nhất là đổ nước dẫn bụi bẩn ra, chứ không thể chùi rửa. Chất lượng đá bán cùng nước giải khát cũng tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh. Những người bán hàng đa phần chưa được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Nguồn gốc, xuất xứ, cách bảo quản trong thời tiết nắng nóng, những nguyên liệu chế biến ra các loại sâm lạnh, atiso hay trân châu, trà đá ra sao thì chỉ người bán hàng mới biết. Thời gian qua, các làng nghề trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã có đóng góp quan trọng trong sự phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, tại khu vực này lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn lao động. Trong khi đó, cả chủ cơ sở và người lao động đều thờ ơ với việc này. Làng nghề tái chế nhựa tại thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh là một trong những làng nghề có quy mô lớn nhất trên địa bàn huyện Văn Lâm với hơn 4.000 lao động. Những năm gần đây, do ứng dụng máy móc vào sản xuất, tai nạn lao động tại thôn Minh Khai đã giảm. Khoảng 4 năm trở lại đây chưa xảy ra vụ việc nào. Dù vậy, người lao động nơi đây vẫn đang làm việc trong điều kiện không đảm bảo an toàn, không được trang bị kiến thức và thiết bị bảo hộ lao động, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và các bệnh nghề nghiệp như bệnh hô hấp, da liễu và ung thư. Tất cả là những cái khẩu trang của trước là anh em phải tự bỏ tiền mua hết, là chủ không hỗ trợ cái. Thì chỉ có lúc trộn hạt nó bụi thì đeo khẩu trang thôi, còn bình thường là nó không có xảy ra tai nạn gì cả. Mình làm mình để ý thôi, ví dụ nó dối giữa chẳng hạn thì mình phải lấy cái đũa mình gạt ra, không được thò tay vào thế thôi. Đối với người lao động tại làng nghề đúc đồng Lộng Thượng, xã Đại Đồng, thì những vết bỏng, chuyện bị máy cắt, máy mài, đứt tay, bụi bay vào mắt là chuyện xảy ra thường ngày. Hàng năm, các hộ sản xuất đều được tập huấn về an toàn lao động, nhưng số lượng tham gia không nhiều. Thêm vào đó, bản thân người lao động còn bất cẩn cũng là một trong những nguyên nhân xảy ra tai nạn. Thực tế là cái lao động thủ công này thì cũng không như là ở các cái công ty, thì người ta vẫn còn sơ sài về cái vấn đề lao động. Cho nên nó cũng có xảy ra cái năm 2016 ấy, là cái anh Dương Văn Tính là cũng đã xảy ra là sau khi nó đồng rót đồng ấy là nó khuôn nó lạnh thì nó lổ ấy, đồng nó bắn vào thì cũng trột mất vào mắt. Năm 2017 thì cũng có cái anh Dương Văn Đường thì cũng đang làm hàng ấy, là máy nó chạy sơ suất một cái là máy nó chạy, cái nó đập vào chán này, là vỡ chán, là thế là hỏng cũng chột mất vào mắt. Làm việc trong điều kiện không an toàn, thế nhưng phần lớn lao động không được ký kết hợp đồng, không được đóng bảo hiểm xã hội. Nếu có tai nạn xảy ra, chịu thiệt thòi luôn là người lao động. Tôi biết là về cái bảo hiểm xã hội là rất là tốt. Đấy. Nhưng mà về cái điều kiện tham gia thì chưa cho phép, cho nên là mình cũng chưa tham gia. Mà cái công việc của mình ý thì cũng ít xảy ra cái tai nạn về lao động, là không có. Gọi chỉ các cái máy gọi chỉ mài gọi là không may thì xây sức một tí thôi, ra thôi. Chỉ 2-3 hôm là lại lành. Huyện Văn Lâm hiện có 6 làng nghề được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận, tạo việc làm cho khoảng 6.000 lao động. Đã đến lúc cần có giải pháp đủ mạnh để phát triển kinh tế đi đôi với đảm bảo an toàn, quyền lợi cho người lao động và chủ cơ sở sản xuất.
Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.